Barcelona đang tìm người kế nhiệm sau khi Xavi Hernandez tuyên bố sẽ chính thức ra đi sau khi mùa giải này kết thúc. Có rất nhiều cái tên tiềm năng được nhắm tới, trong đó có cả Jose Mourinho, người mà Belgrana đã gạt phăng hồi năm 2008 để chọn một huấn luyện viên mới chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt đội trẻ. Liệu Barca có cân nhắc Mourinho? Có thể câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn tìm ra được câu trả lời. Đây sẽ là câu chuyện tại sao Barca lại chọn Pep Guardiola thay vì Jose Mourinho. Mùa giải 2007-2008 kết thúc, Barcelona dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Frank Rijkaard đang trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay và chỉ cán đích ở vị trí thứ ba. Hơn thế nữa, người hâm mộ Barca có những cục tức khó nuốt trôi khi mà đội bóng của họ bị đại kình địch Real Madrid đả bại với tỷ số 4-1. Chủ tịch Joan Laporta lúc này đứng trước áp lực rất lớn phải từ chức. Khắp các khán đài sân Bernabeu ngày hôm đó, các cổ động viên Madrid liên tục chế nhạo: "Laporta, xin ông đừng đi." Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở những kết quả bết bát trên sân cỏ. Thời điểm đó, đội trưởng Ronaldinho dường như chỉ tập trung tâm trí vào các hộp đêm hơn là thi đấu. Kỳ cương ở Barca dường như đã biến mất. Thế là Frank Rijkaard đã bị sa thải. Thời điểm đó, cái tên đầu tiên mà ban lãnh đạo Barca nhắm tới là Jose Mourinho, người đã từng làm việc ở đội bóng dưới vai trò là trợ lý của Bobby Robson và Luis Van Gaal. Hơn thế nữa, bản CV của chiến lược gia người Bồ lúc đó cũng uy tín hơn bất cứ ai khi ông cùng Porto vô địch UEFA Cup. Sau đó là chuỗi chiến tích chưa từng có ở Premier League cùng với Chelsea. Cũng chính vì đã có kinh nghiệm làm việc tại sân Camp Nou nên Mourinho là cái tên hàng đầu được nhắm tới. Hơn thế nữa, chiến lược gia người Bồ cũng được kỳ vọng sẽ thiết lập lại kỷ cương của đội bóng như những điều mà ông đã làm được ở The Blues. Một cuộc gặp mặt dự định được tổ chức với sự tham dự của chủ tịch Laporta, Mourinho và Johan Cruyff. Hiểm khích đã xảy ra khi Cruyff nhiều lần lên tiếng chê bai triết lý bóng đá của Mourinho. Chính Mourinho cũng cảm thấy không thoải mái về sự hiện diện của huyền thoại người Hà Lan, người không còn giữ một chức vụ chính thức nào ở Barca. Mourinho hỏi thẳng: "Tại sao ông ấy lại có mặt ở cuộc gặp?" Đáp lại câu hỏi trắng trợn của Mourinho, Laporta nói: "Thế tại sao ông ấy lại không nên có mặt?" Mọi việc sau đó đã bắt đầu không suôn sẻ từ đó, nhưng nó vẫn được tiến hành theo các bước. Barca cử phó chủ tịch Marc Ingla tới Lisbon để phỏng vấn Mourinho. Huấn luyện viên người Bồ liền đưa ra một tài liệu gồm 27 trang PowerPoint để phác thảo tầm nhìn của ông, bao gồm cả cuộc cách mạng với sơ đồ chiến thuật truyền thống của Barca và những nhận xét của ông về đội hình đội chủ sân Camp Nou lúc này. Mourinho muốn giữ chân cả Deco và Eto, nhưng ông lại cho rằng trường hợp của Ronaldinho thì cần phải cân nhắc kỹ. Mục đích của chiến lược gia người Bồ là muốn xem xét một cách kỹ lưỡng xem liệu Barca có thể giúp Rooney phục hồi phong độ được như 2 năm trước đó không, thời điểm đỉnh cao của cầu thủ người Brazil. Thêm một điều nữa chính là việc Mourinho quyết giữ phong cách sặc mùi khiêu khích khi tiếp xúc với giới truyền thông. Điều này đương nhiên là đi ngược lại với mong muốn của người Catalan. Họ không muốn Mourinho lặp lại những thảm họa như những gì Van Gaal đã làm cách đó gần một thập kỷ. Bên cạnh đó là những nghi ngờ về triết lý bóng đá mang nặng tính phòng ngự của người đặc biệt, cho dù ông đã rất hăng hái nói về một Barca với phong cách tấn công rực lửa. Cuối cùng thì thay vì đưa ra lời đề nghị chiêu mộ chiến lược gia tài năng này, Barca đã thực hiện một nước đi khó hiểu. Họ quyết định tin tưởng huấn luyện viên đội B của họ là Pep Guardiola, người còn khá non nớt trong kinh nghiệm dẫn dắt. Nhưng lịch sử đã chứng minh Barca đã đúng. Và tất nhiên, họ cũng có cái lý của mình khi thực hiện quyết định mang tính lịch sử này. Bộ phim tài liệu của BBC Sport Pep Guardiola Chasing Perfection đã phần nào giải thích cho câu hỏi này. Và nhân vật có ảnh hưởng nhất chính là cựu cầu thủ và huấn luyện viên của Barca, Johan Cruyff. Thánh Johan là một người có vai trò cực kỳ quan trọng trong lịch sử của Barca. Ông là người đã đem về vô vàn thành công, đặc biệt khi dẫn dắt Blaugrana, huyền thoại người Hà Lan đã giúp đội chủ sân Camp Nou vô địch 4 năm liên tiếp ở đấu trường La Liga và cả ở Cúp châu Âu. Pep Guardiola chính là nhân tố đã chơi nổi bật dưới sự dẫn dắt của Cruyff và tất nhiên, ông là người đã thấm nhuần tư tưởng cũng như chiến thuật của ông thầy người Hà Lan. Nhà báo Lu Martin, người đảm nhận cuốn tự truyện My People, My Football cho hay: "Ở Catalan, chúng tôi sử dụng các từ Seni hay Rosa. Ví dụ, Puyol chính là Rosa, nghĩa là sự thúc đẩy. Còn Seni có nghĩa là bộ não. Pep chính là bộ não trong lối chơi của Barca thời còn thi đấu. Cậu ấy hiểu chính xác những gì mà Cruyff muốn thực hiện. Barca thời điểm đó muốn tái hiện lối chơi, phong cách mà huyền thoại Johan Cruyff từng thể hiện, điều đã đem lại thành công cho đội bóng. Họ cũng cần một người am hiểu văn hóa của đội bóng, cũng chính vì thế mà Pep được bổ nhiệm." Cựu chủ tịch Juan Laporta, người từng nghiêng về việc chọn Mourinho, đã tiết lộ nguyên nhân chính khiến ông thay đổi quyết định. Đó là một cuộc tranh luận dài vì có rất nhiều thành viên trong hội đồng quản trị muốn có Jose, bởi họ muốn nhanh chóng nhận về kết quả. "Tôi đã hỏi Johan Cruyff và giám đốc kỹ thuật Siki Brixistan rằng liệu Pep đã sẵn sàng hay chưa. Cả hai đều trả lời là rồi. Chúng tôi muốn tiếp tục giữ niềm tin vào triết lý của Cruyff." Khi đó, quản lý của Mourinho, Jorge Mendes đã gọi cho tôi và hỏi: "Có phải các ông đã chọn Mourinho không? Bởi vì nếu có thì chúng ta sẽ cần nói chuyện." Và tôi đã trả lời: "Không Jorge, chúng tôi đã chọn Pep Guardiola. Tôi đã nói với Pep rằng tôi muốn cậu ấy lên làm huấn luyện viên đội 1. Chúng tôi đã đi ăn trưa với nhau và cậu ấy nói với tôi, nửa đùa nửa thật: nếu cho tôi làm huấn luyện viên, tôi sẽ mang về mọi thứ cho ông." Nói chung lại thì Mourinho không phù hợp với DNA của Barca. Có nhiều khía cạnh trong vấn đề này. Một trong số đó chính là lối chơi đã hình thành và phát triển trong chiều dài lịch sử của Barca. Đội chủ sân Camp Nou vẫn luôn là một đội với lối chơi khoa học và quyến rũ. Còn ở Mourinho, những gì mà ông đã thể hiện ở Porto hay Chelsea thì hoàn toàn ngược lại so với những gì mà Barca cần.
Hoa Laporta nói, chúng tôi không thể chọn Mourinho, lối chơi của ông ấy không phù hợp với phong cách của chúng tôi. Anh ấy xây dựng một đội bóng thiên về phòng ngự, ghi bàn trong các pha phản công, đó không phải là cách chúng tôi chơi. Hơn nữa, anh ấy không phải một quý ông thực thụ. Các anh ta cố gắng thao túng mọi thứ không phù hợp với văn hóa của Barcelona. Những lời chỉ trích phổ biến nhất thời này dành cho Pep chính là việc chiến lược gia này luôn lựa chọn những đội bóng giàu có để phục vụ cho nhu cầu mua cầu thủ vô hạn của mình. Nhưng ở thời kỳ đầu, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Khoảng thời gian dẫn dắt Barca B, Pep đã cho thấy sự mát tay khi dẫn dắt các cầu thủ trẻ. Và chính một vài cầu thủ trẻ đã trở thành nhân tố quan trọng cho đội hình mới của Barca khi mà chiến lược gia người Tây Ban Nha mới được bổ nhiệm. Nhưng không phải cứ là học trò của Johan Cruyff và thể hiện được giá trị khi còn thi đấu là có thể được chọn trở thành huấn luyện viên của một đội bóng danh tiếng bậc nhất thời bấy giờ. Chính ở Pep, những gì người ta thấy được là sự trí tuệ và am hiểu vô cùng sâu sắc về bóng đá. Khi còn dẫn dắt đội B, Pep đã cùng với đội của mình giao hữu với đội 1 của Barca. Đó là một trận đấu mà chiến lược gia trẻ tuổi đã cho thấy được cái tài của mình. Quả thực là Barca B khi đó đã khiến cho đội 1 vô cùng bối rối, thậm chí là ngôi sao Ronaldinho đã phải rời sân ở phút thứ 10 sau khi không chịu nổi nhịp độ của trận đấu. Sau khi cùng Barca B thăng hạng, Pep lại càng khiến nhiều người nổi phục hơn về tài năng. Trợ lý ở đội B của Pep chia sẻ, tôi nhớ Johan Cruyff thường cùng vợ tới Barca B. Điều kỳ lạ là thay vì xem trận đấu, anh ấy lại xem Pep. Anh ấy đang xem xét cách anh ấy quản lý đội, hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể của anh ấy. Tôi kể điều này với Pep và nói, Johan đã đến đây để theo dõi anh suốt 2 năm qua. Khi Pep tiếp quản đội A, tất cả điều này đều có lý. Johan không đến để xem bóng đá, anh ấy đến để xem Pep. Pep đã dẫn dắt Barca như thế và phần còn lại thì chắc ai cũng đã biết. Từ chỗ bị nghi ngờ khi chẳng có bất cứ kinh nghiệm nào dẫn dắt các đội bóng chuyên nghiệp, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cùng đội chủ sân Camp Nou trải qua những chiến tích oanh liệt. Dù không cần bó quá lâu, thế nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để chứng minh quyết định mạo hiểm của ban lãnh đạo Barca là đúng đắn. Cũng chính vì vậy mà cho đến nay, chúng ta đang được chứng kiến Pep tung hoành ngang dọc với danh xưng chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới.